Chào mọi người nha. Thì hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái module. Đây là module điều khiển bằng Wi-Fi nha. Thì chúng ta ứng dụng cái module này để tắt mở một cái thiết bị nào đó. Ví dụ như là tắt mở thiết bị 12V hoặc là tắt mở thiết bị điện 220V. Thì đối với thiết bị 12V đó thì các bạn dùng để tắt mở những cái bóng đèn 12V được nha. Nhưng mà tắt những cái động cơ 12V công suất lớn thì cái mạch này nó tải không nổi. Các bạn phải dùng thêm một cái relay trung gian. Còn để tắt mở những cái bóng đèn 220V đó thì chúng ta sẽ dùng cái mạch này. Và mạch này ứng dụng vào rất nhiều cái mục đích khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể là điều khiển tắt mở thiết bị 220V là điều khiển cái motor bơm nước chẳng hạn. Hoặc là những cái thiết bị nào đó thì các bạn sẽ lắp thêm khởi động từ hoặc là những cái relay công suất cao để điều khiển tín hiệu cho nó. Thì ở trên cái mạch này nó có một con relay, thì con relay này nó sẽ có ba tiếp điểm này, các bạn thấy tiếp điểm NO, tiếp điểm cơm và tiếp điểm NC. Thì tiếp điểm cơm là tiếp điểm chung ha, tiếp điểm NO là tiếp điểm thường mở, tiếp điểm NC là tiếp điểm thường đóng. Thì khi chưa có điện, chưa có tín hiệu điều khiển á, thì chân cơm và chân NC này nó sẽ được nối liền với nhau. Và khi có tín hiệu điều khiển, khi chưa có tín hiệu điều khiển á, thì chân cơm và chân NC này nè, nó hở ra chứ các bạn. Nó hở ra, tức là nó là thường đóng mà. NC là thường đóng. Thì khi chưa có tín hiệu điều khiển thì hai chân này nó hở ra, giống như cái công tắc của chúng ta nó đang ở cái trạng thái là tắt á. Và khi có tín hiệu điều khiển thì hai chân này nó sẽ đóng lại. Hai chân này sẽ đóng lại. Còn đối với NO và chân cơm này thì khi chưa cấp điện và chưa có tín hiệu điều khiển thì hai chân này nó đang được nối liền với nhau, giống như là công tắc đang mở. Và khi có tín hiệu điều khiển thì cái chân hai chân này nó sẽ được tách rời nhau, giống như là công tắc nó đang tắt. Ở đây là hai cái tiếp điểm để cho chúng ta đấu cái nguồn từ 7V cho đến, các bạn thấy nó để là nguồn AC và DC. Đây, AC đưa vào cũng được ha, và DC đưa vào cũng được, từ 7V đến 32V. Các bạn thấy AC mà nó để có 32V thì các bạn hiểu như thế nào? Đó là các bạn sẽ đưa một cái biến áp á. Chúng ta thường có những cái biến áp mà quấn bằng dây đồng á, mà chưa qua cầu diode á, nó chưa nắn dòng về điện một chiều thì nó vẫn còn là điện xoay chiều. Nhưng mà hiệu điện thế của nó nhỏ, từ 7V cho đến 32V là được. Các bạn cũng có thể đưa vào, hoặc là các bạn đưa cái nguồn DC vào từ 7V đến 32V vào đây. Chúng ta có thể dùng cái nguồn adapter 12V cũng được nha. Ở đây nó có một cái đường ngõ vào nữa là cái rắc sạc điện thoại. Đường này là 5V. Chúng ta sẽ cấp vào đây nó cũng hoạt động. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái này cho các bạn xem cái chức năng điều khiển của nó ha. Nó thì sẽ được điều khiển qua sóng Wi-Fi, tức là chúng ta sẽ điều khiển bằng điện thoại. Và cái ứng dụng điều khiển của nó là ứng dụng AirWeLink nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kết nối một cái adapter từ một cái cục sạc điện thoại. Mình sẽ kết nối vào đây ha. Đây các bạn, khi cấp nguồn thì đèn ở đây là nó đã sáng ha. Và cái đèn ở đây là nó sẽ báo tín hiệu là relay đang mở. Relay đang mở nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình điều khiển nó bằng một cái điện thoại. Mình sẽ mở điện thoại mình lên ha. Và trên điện thoại chúng ta sẽ cài cái ứng dụng là AirWeLink nè mọi người. AirWeLink ha. Và các bạn thấy ở đây là mình đã ép sẵn công tắc Wi-Fi nha các bạn, công tắc Wi-Fi. Bây giờ mình sẽ zoom gần lại cho mọi người xem ha. Đây, khi cái công tắc của mình sẽ điều khiển ha. Mình sẽ tắt nó đi nè. Đây các bạn, thì
Đèn ở đây nó đã tắt ha. Bây giờ mình sẽ bật nè. Đây, mình bật nè. Đó. Và mình tắt nè. Đây các bạn. Và nó cũng có chức năng hồi tiếp. Ví dụ như các bạn tắt nó ở trên đây. Ở trên đây nó có hai phím. Phím này là phím mở và phím tắt ha. Đây, mình nhấn ở đây. Thì trên điện thoại nó cũng báo về trạng thái là đang tắt. Và mình nhấn ở đây một cái mình nữa là điện thoại nó cũng sẽ báo về trạng thái là đang mở. Và cái nút ở phía dưới này là cái nút mà nó tắt này, nó sẽ giữ trạng thái tắt, và nó mở nó sẽ giữ trạng thái mở. Các bạn ấn một cái thì khi đó là cái trạng thái của nó là chỉ nhấn nhả thôi. Ví dụ như mình sẽ bật nó lên thì trong vòng một giây thì nó sẽ tự tắt. Đấy các bạn. Đó. Đó là cái chức năng nhấn nhả của nó. Đây các bạn, để mục đích nó là để kích một cái tín hiệu nào đó cho thiết bị các bạn. Đây, còn các bạn nhấn cho đèn ở đây sáng là nó sẽ giữ luôn nha, giữ trạng thái luôn. Ví dụ như là mình bật nè. Đây nó sẽ giữ trạng thái bật luôn. Đây các bạn. Và trên cái ứng dụng Airlink để điều khiển thiết bị đó là chúng ta cũng có thể là cài đặt thêm cho nó cái lịch. Ở đây mình đã có cài cho nó một cái lịch nè. Là ví dụ như các bạn mà sử dụng cho đèn á, thì các bạn sẽ cài, ví dụ như đây là 16 giờ là nó bật, 18 giờ là nó bật, có nghĩa là 6 giờ tối nó bật, cho đến sáng 6 giờ sáng là nó tắt. Thì các bạn sẽ cài cái lịch trình ở đây và mình cài hàng ngày luôn. Đó, mình cài hàng ngày luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối cái module này với một cái bóng đèn 220V để mình điều khiển cái bóng đèn luôn cho mọi người xem ha. Rồi, để điều khiển cái bóng đèn thì mình sẽ thử với bóng đèn này. Thì cái relay này các bạn xem như nó là một cái công tắc ha. Thì chúng ta sẽ đấu như thế này. Hai đường của bóng đèn vào này các bạn thấy ha. Mình sẽ tách ra. Và mình sẽ đấu một chân nó vào cái tiếp điểm. Đây là điện 220V nha các bạn. Một chân sẽ vào cái tiếp điểm ở đây. Tiếp điểm là NC ha. Một chân sẽ vào đây. Rồi, một chân còn lại thì các bạn đưa vào cái tiếp điểm là chân cơm ha. Rồi, bây giờ là trạng thái của cái mạch này là nó đang tắt nha các bạn. Bóng đèn thì mình để ở phía trên. Đây cho các bạn thấy cái bóng đèn ha. Bây giờ mình sẽ cho nó nhỏ lại. Đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Đây là cái chui điện 220V ha. Mình sẽ cắm vào 220V. Các bạn, hiện tại là cái mình đã đấu lộn cái đường điện ha. Tại mình đấu vào cái chân NC. Thì bây giờ mình sẽ chuyển cái chân màu vàng này qua NO ha. Mình sẽ chuyển cái chân màu vàng qua NO. Đây là điện 220V nha các bạn.
Rồi hiện tại là nó đang ở cái trạng thái là đang tắt ha. Hiện tại là ở trạng thái đang tắt. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào. À, mình sẽ bật nguồn lên. Thì đây trên điện thoại là các bạn thấy là nó đang ở trạng thái tắt nè. Bây giờ mình sẽ bật nè. Đây các bạn, mình sẽ bật. À, và mình sẽ tắt. Các bạn thấy nó rất là tín hiệu, nó rất là nhanh nha. Đấy. Thì mình cũng có thể là kết hợp cái mạch này để điều khiển cho một cái conductor, điều khiển một cái motor nào đó chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy thêm một cái tủ điện điều khiển motor cho các bạn xem ha, để mình điều khiển trong đó sẽ điều khiển cái conductor nha. Đây các bạn, đây là cái tủ điện để mình điều khiển những cái tải lớn nha, ví dụ như điều khiển cái motor bơm nước, hoặc là mình điều khiển một cái thiết bị gì đó nó có công suất lớn á, theo thời gian á. Thì ở trên đây là đồng hồ báo điện áp vào nè, báo điện 220 vào. Còn cái đồng hồ này là báo khi mà nguồn nó cho ra, nó cho ra là ở phía đây. Thì ở bên trong á là cái tủ điện của mình hiện tại á, là mình sẽ lắp như thế này. Hiện tại là mình sẽ lắp một cái đồng hồ, đồng hồ hẹn giờ tự động bật tắt thiết bị trong cái thời gian. Thì đồng hồ này trên kênh của mình cũng đã giới thiệu rồi. Đồng hồ này nó sẽ cho chúng ta, cho phép chúng ta cài đặt 16 chu kỳ tắt mở và theo hàng tuần luôn nha các bạn. Thì nó sẽ có cái tính năng là điều khiển cái conductor 63A đây, để chúng ta tải những cái thiết bị lớn á. Và bây giờ mình sẽ kết hợp nó với cái modem wifi, cái module điều khiển bằng wifi này luôn nè các bạn. Mình đã đấu ở đây. Thì mình thử nghiệm cho các bạn thôi, cho nên là mình đấu như thế này. Chứ khi mà mình đấu hoàn chỉnh là nó sẽ rất là gọn ha. Ở đây là cái đường vào điện 220V này, mình bật CB lên là xem như nó sẽ có điện nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm cái nguồn 220V vào. Bây giờ mình sẽ bật cầu dao nha. Đấy. Khi mình bật cầu dao thì tín hiệu ở cái modem, cái module wifi này nó cũng đang bật luôn nè các bạn. Thì ở đây nó đã báo là có hai cái bóng đèn 220 vào, và ở cái bóng đèn đây là nó cho ra điện luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình điều khiển nó nha. Mình điều khiển bằng cái điện thoại nha. Mình sẽ điều khiển bằng cái điện thoại. Đây các bạn, nó bây giờ đang báo tín hiệu là on nha. Bây giờ mình sẽ tắt nè. Đây các bạn, nó sẽ tắt. À, nó sẽ bật ha. Cái tủ điện của mình là điều khiển conductor cho tải ra tới 63A này nha các bạn. Đấy. Và chúng ta còn ngoài ra thì chúng ta, ngoài cái chức năng mà chúng ta điều khiển trên điện thoại á, khi mà chúng ta ở xa, chúng ta cũng có thể là điều khiển cưỡng bức nó bằng cách là điều khiển bằng tay cũng được nha các bạn. Thì đối với cái đồng hồ này nó cũng đã tự động rồi, mà chúng ta muốn điều khiển bằng tay thì chúng ta sẽ chỉnh nó trên cái đồng hồ này, chúng ta cũng có thể điều khiển bằng tay được nè. Ví dụ như ở đây em sẽ điều khiển bằng tay. Đây các bạn. Đấy. Em làm cái tủ điện này là rất là nhiều chức năng. Chúng ta có thể là điều khiển nó bằng điện thoại. Rồi điều khiển nó bằng cách là cưỡng bức, bằng cách là chúng ta nhấn bằng tay. Và cái điều khiển thứ ba là chúng ta điều khiển bằng cái đồng hồ đó. Rất là tiện lợi nha mọi người. Đấy. Và khi mà mọi người điều khiển á, nó rất là nhạy luôn. Có nghĩa là có sóng 3G. Và cái tủ điện này của chúng ta ở nhà có kết nối với wifi là chúng ta sẽ điều khiển được nó nha.
Rồi em cũng cảm ơn mọi người đã xem cái video clip này của em. Nếu mà có nhu cầu đặt hàng cái tủ điện mà nó đầy đủ chức năng như thế này thì liên hệ với em qua số Zalo có trên video này nha. Nếu mà mọi người đặt hàng cái tủ điện mà chỉ có đồng hồ như thế này thôi thì cũng được, hoặc là đặt thêm cái module để điều khiển từ xa như thế này, điều khiển qua điện thoại cũng được, hoặc là đặt cái module điều khiển bằng remote cũng được nha. Em sẽ lắp cho mọi người. Mọi người muốn như thế nào thì nhắn tin cho em qua số Zalo, em sẽ tư vấn cho mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em. Em chào tất cả mọi người.